Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Hai vợ chồng có hai người con, một người 5 tuổi, một bé 5 tuổi, một bé 7 tuổi. Thì bây giờ hiện tại gia đình tổng cộng gồm có 4 người đang sống ở Phan Phuộc của Đức quý vị. Và cái đứa bé thì nó đang đi nhà trẻ, cái đứa nhỏ đó. Còn đứa lớn thì bây giờ nó đã vào lớp 1 và nó học ở một cái trường công ở bên Đức. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay mà Neo 10 TV mình muốn là cái nhịp cầu nối chia sẻ do người trong cuộc, đó là cái bà mẹ trong câu chuyện này đã tâm sự và chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cái quá trình để cho gia đình 4 người bỏ Việt Nam để sang Đức định cư. Hồi nào giờ thì cô chú anh chị mình nghe khá nhiều về chuyện là bỏ Mỹ về Việt Nam, bỏ Việt Nam sang Mỹ vân vân. Nhưng mà nó chỉ vòng vòng ở nước Mỹ. Còn ngày hôm nay câu chuyện đó là mình là người Việt, mình sống là nó phạm trù rất là rộng, ngoài Mỹ ra còn sống trên rất là nhiều những cái quốc gia. Người Việt mình sống rất nhiều ở Úc, Canada, rồi Đức chẳng hạn, Pháp chẳng hạn, rồi Anh cũng có, Thụy Sĩ cũng có, nói chung rất nhiều người Việt mình sống ở rất nhiều những cái quốc gia khác. Thì ngày hôm nay Neo 10 TV mình sẽ kể câu chuyện gia đình 4 người bỏ Việt Nam để sang Đức định cư. Và cái quá trình để mà từ bỏ Việt Nam đến ngày hôm nay thì người trong cuộc là chị nhà của câu chuyện này. Chị đã kể rằng là chị cảm thấy chị chưa từng hối hận về cái việc bỏ Việt Nam sang Đức. Còn cái câu chuyện chị chia sẻ lên đây thì không biết rằng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không biết là cô chú anh chị mình khi mà nghe thì có thấy rằng là mình đồng quan điểm hay là mình giống cái suy nghĩ của chị hay không. Mình có thể để bên dưới một comment video hôm nay quý vị nha. Chị kể rằng là ngày xưa đó, khi mà chị chưa có con, hai vợ chồng chưa có con, thì hai vợ chồng chị chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện là hai vợ chồng sẽ tính tới cái việc là bỏ Việt Nam để đi nước ngoài định cư. Chưa bao giờ suy nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì cái thời điểm mà hai vợ chồng cưới nhau chưa có con, nhưng mà công việc thu nhập của hai vợ chồng rất là khá, mà không có phải vất vả gì như người ta, nên là sống ở Việt Nam cũng rất là sướng. Nhà cửa thì cũng đã có, người giúp việc thì cũng có luôn, hàng ngày có người giúp việc, người ta dọn dẹp hàng ngày, người ta nấu cơm nấu nước cho ăn sẵn, cho nên là không cần phải đụng tay đụng chân gì nhiều. Về cái khoản ăn uống thì ở ngoài Hà Nội quý vị, chị này là chỉ sống ở Hà Nội ha, hai vợ chồng chỉ là gốc Hà Nội. Thì về khoản ăn uống thì ngoài Hà Nội thì nó cũng không thua kém gì ở Sài Gòn. Nó cũng có những cái, nó cũng là một cái thiên đường ẩm thực, đặc sản, đồ đầy đủ ngoài đó. Và tuần nào vợ chồng chỉ cũng, mặc dù cưới nhau rồi nhưng mà vợ chồng giống như là vợ chồng son, cũng tụ tập bạn bè, đồng nghiệp, rồi quán này quán kia la cà ăn uống rất là vui, rất là sướng. Tóm lại rằng là nếu như mà khảo sát đúng vợ chồng chị á, thì sẽ hiểu là vì sao mà người Việt Nam mình lại hạnh phúc nhất trên thế giới. Hạnh phúc ở đây có nghĩa là về cái khâu mà gọi là làm được và tận hưởng, gọi là hưởng thụ được, tức là có đầy đủ những cái thứ vui chơi, ăn uống, mọi thứ. Nhưng mà từ ngày hai vợ chồng có con thì chị mới kể là hai vợ chồng bắt đầu có nhiều cái mối lo và mối suy nghĩ hơn. Nó không đơn thuần, nó nôm na, nó chỉ là trông con thôi. Mà nhà của chị thì vẫn có người giúp việc, cộng với là ông bà nội ngoại chia ca trông giùm mấy đứa con để cho hai vợ chồng đi làm nữa. Nhưng mà hai vợ chồng bắt đầu nhìn vào cái mặt trái của cái cuộc sống thực tế ở ngoài Hà Nội. Ngày nào cũng có tin tức, nào là thực phẩm bẩn, nào là rau quả thì có chứa chất kích thích, thuốc kích thích nè. Rồi thuốc trừ sâu cũng có. Rồi thuốc giữ cho lâu nó thúi nè. Rồi chưa kể là những cái nước tưới là nước thải nữa. Thì trước khi mà đem bán á, nhiều khi còn phải nhúng xuống cống cho nó tươi. Đó, mình nghe nói tới đây là mình đã thấy ghê rồi đúng không quý vị? Thịt á, thì kháng sinh, chất tăng trọng, bơm nước vô trước khi để cho nó tăng cái số cái lô lên ảo. Thí dụ như tôm. Tôm á, thì người ta có thể là lẫn tạp chất hay là kháng sinh. Rồi người ta tôm người ta cũng tiêm cái chất tăng trọng vô để cho làm chi, để cho tôm nó nặng, nó tích nước, nó tạ nặng để mà người ta bán đó, nó sinh lời. Cá nuôi á, thì toàn là ăn chất thải này kia nọ với kháng sinh. Thì có mỗi cái hải sản biển là nôm na nó gọi là tương đối an toàn. Nhưng mà chả lẽ ngày nào cũng ăn hải sản, ăn kiết chắc bị gút quá đúng không quý vị? Cho nên là cũng không thể nào ngày nào cũng ăn hải sản hết.
Mà bản thân chị kể là chị luôn mua thực phẩm tại những cái siêu thị mà dạng như là có tên tuổi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhưng mà vẫn không có dám chắc là nó sẽ an toàn tuyệt đối. Bởi vì thỉnh thoảng là lại thấy tin ở trên TV nó chiếu là rau sạch của hợp tác xã có đăng ký đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng khi phát hiện ra thì nó lại toàn là rau trộn, trộn rau trôi nổi ở Long Biên này kia, rồi nó ô nhiễm thì nó rất là kinh khủng. Không khí thì ô nhiễm, thở vào toàn là cái mùi xăng xe khói bụi, nước sinh hoạt thì nhiễm arsen, rồi rác thải thì nó bừa bộn khắp nơi. Hệ thống giáo dục thì nó cũng có những cái bất cập, thầy đánh trò, trò đánh thầy, ui tôi nói chung chung là nó cũng hơi phức tạp đúng không quý vị? Thì mấy cái chị bạn làm chung đồng nghiệp này kia cũng tâm sự là nói rằng là chị phải đem con gửi đến học những cái trường quốc tế ở Việt Nam từ cấp mầm non. Nhưng mà chị ngồi chị suy nghĩ, nếu bây giờ mà gửi con cho nó học từ lúc mầm non là học trường quốc tế nha, chi phí của nó mỗi tháng đóng tiền học mầm non thôi là cũng phải cỡ 20-30 triệu một tháng, tiền đâu mà có thể xuể để mà lo cho con học từ mầm non mà lên tới đại học đúng không quý vị, mà học trường quốc tế. Thì chị mới nói là chị không hiểu sao á, từ ngày có con á, tự nhiên á, chị lại đọc nhiều những cái tin tức nó hơi bị tiêu cực. Ngày xưa đó, tức là hồi mà chưa có con á, chả mấy khi nào mà chị coi những cái quan tâm những cái tin tức đó, thật sự chị không bao giờ coi ba cái tin thời sự đó thường. Nhưng mà sau khi mà sinh cái đứa con thứ hai thì vợ chồng bắt đầu á, là quan tâm tới những cái điều đó nhiều hơn đó, rồi hai vợ chồng mới bắt đầu là ngồi xuống bàn bạc với nhau về cái việc là tìm đường để đi ra nước ngoài định cư, để cho con mình nó lớn lên trong một cái đô điều kiện môi trường giáo dục xã hội nó tốt hơn. Cứ sống ở đây thì có khi con mình tương lai nó cũng sẽ bị bệnh ung này ung kia đúng không quý vị, rồi nó cũng sẽ đai sớm. Thì tham khảo qua các cái công ty định cư này kia, những cái chỗ mà tư vấn này kia nọ định cư nước này nước kia như là Mỹ, Canada, Úc đồ á, thì chị mới thấy là hai vợ chồng chị mới thấy là chi phí mà mình phải đầu tư nó quá là đắt đỏ. Nếu như mà theo các cái công ty này thì toàn bộ tiền tiết kiệm của vợ chồng bao nhiêu năm tích góp sẽ phải đưa hết vào mua trái phiếu chính phủ, hoặc là phải đầu tư vào dự án bất động sản ở bên Mỹ hay là bên Úc, hay nói chung bên cái quốc gia mà mình muốn định cư á, mình phải đưa hết tiền mình qua bên đó mình đầu tư bất động sản thì quả may. Nhưng mà những cái dự án như thế này thì mình nghĩ là chắc nó không bao giờ thu hồi vốn được, bởi vì là nó toàn ở vùng sâu vùng xa. Mà bây giờ sang bên đó chả biết lấy gì mà sống. Ngoài ra mọi người người ta cũng thích Mỹ. Tại vì là sao? Mỹ nói chung là luôn luôn người mặc định là Mỹ là một cái đất nước thiên đường đáng để sống. Ở Mỹ thì ai cũng có súng. Cứ thỉnh thoảng là lại có vài người bất mãn xã hội cái là mang súng vào trường học này kia nọ. Đó, gọi làm những cái chuyện gọi là tối ngày mình coi những cái tin tức quốc tế thì nói chung nó cũng có mấy cái chuyện đó quý vị, đem súng lên trường rồi làm chi đó, nó cũng có những cái tệ nạn xã hội. Thì có mấy nước Nam Âu á, chi phí đầu tư nó có vẻ rẻ hơn, nhưng mà chị nói là chị không có thích sang bên những cái nước mà nó thuộc Nam Âu, bởi vì sang bên đó sống á, vì chính các nước đó nó cũng đang gặp nhiều cái vấn đề, đó là nợ công cao, thất nghiệp cao. Cũng nhiều người bảo chị á, là con nhiều người cũng dạng như là chia sẻ với chị á, tâm sự với chị là có thể là đi xin đi du học, đi du học ở nước này nước kia rồi sau đó mình mới xin nán lại đó để mà làm việc. Nhưng mà nói thật, chị bản thân chị lúc đó là đã ngoài 30 tuổi rồi, chị đi làm lâu năm rồi, vợ chồng chả muốn trở lại cái cuộc sống là phải đi học suốt ngày, cứ phải thi thi cử cử rồi bài vở này kia. Thì cũng có người mách với chị là có thể là đi đăng ký đi Úc hay là đi New Zealand theo cái diện là tay nghề cao. Nhưng mà sau khi mà chị tìm hiểu thì chị cũng thấy là chỉ có một số ngành nghề giống như là IT nè, tức là nhân viên kỹ thuật vi tính nè, hay là tài chính kỹ thuật là nó nằm trong cái diện là có thể đăng ký. Mà cạnh tranh rất là cao, bởi vì là dân Trung Quốc nè, dân Ấn Độ nè, người ta nộp đơn vô những cái đất nước đó để mà đi làm rất là nhiều. Thì làm gì tới cái lượt của mình đúng không quý vị? Thì chị mới nói là cuối cùng gia đình của chị cứ đi tham khảo khắp nơi liên tục trong vòng 2 năm. Cuối cùng thì như vậy, nhưng mà chưa thấy cái con đường nào nó hợp lý để mà mình có thể đi di cư hết. Thì tự nhiên gọi là lúc mà thời điểm mà giống như là mình đã nản chí anh hùng rồi á, tự nhiên một hôm có một cái cô đó, cổ có con đang đi du học ở bên Đức, thì cổ mới đưa cho chị một cái lời khuyên. Cổ khuyên chị là bây giờ thử tìm hiểu cái cách đi Đức xem,
Bởi vì ở bên Đức hiện bây giờ nó là cái quốc gia thứ hai thu hút người nhập cư và trình độ cao trên thế giới, chỉ đứng sau có mỗi Mỹ thôi. Thì ở bên Đức nôm na gọi là đất có lành thì chim nó mới đậu nhiều như vậy. Cho nên là chị bạn đó mới chia sẻ với chị là giống như là thủ thỉ nói chị tìm hiểu xem Đức như thế nào. Lúc này thì chị mới bắt đầu lên Google, chị tra, chị tìm hiểu thì chị thấy là có rất nhiều những cái công ty tư vấn du học Đức, học nghề điều dưỡng viên ở bên Đức. Rồi bên Đức học đại học miễn phí nên là nhiều sinh viên Việt Nam người ta cũng sang đó để mà người ta học. Nhưng mà vợ chồng chị thì không có muốn đi theo kiểu du học, ngay từ đầu là đã không thích đi theo kiểu học hành rồi. Cho nên chị mới phân vân hay là bây giờ mình sẽ làm điều dưỡng viên ở bên đó. Thì lúc đó chị mới đọc thông tin ở trên những cái cổng thông tin xúc tiến thương mại Đức, thì chị mới thấy là có thể sang Đức theo cái dạng là kinh doanh đó. Thì lúc đó chị mới lân la tìm hiểu là sẽ đi theo cái diện là đầu tư ở bên Đức đó, đầu tư kinh doanh bên Đức. Thì chị mới tìm hiểu dịch vụ visa đầu tư Đức. Nhưng mà chị tìm cũng không có, nói chung cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng mà may quá là sau khi mà hỏi han khắp nơi chạy vại thì có người quen bên Đức cũng mách cho chị nghe đó là có một cái công ty mới của người Việt Nam tại Đức làm tư vấn bất động sản tại Đức và có làm luôn cả cái dịch vụ đó là visa đầu tư Đức đó. Thì chị mới bắt đầu là liên hệ ngay lập tức tới cái công ty mà được người quen giới thiệu đó để mà hỏi han tình hình. Và cái chị giám đốc đó, chị giám đốc của cái công ty đó là người Việt Nam nhưng mà lấy chồng Đức đó. Thì khi mà tìm hiểu thì đúng ra đó là theo quy định mới á, đầu tư sang Đức thì nó sẽ không bị yêu cầu về vốn và nó sẽ tạo ra công ăn việc làm thật. Chỉ cần á, là cái kế hoạch kinh doanh của mình nó hợp lý thì người đầu tư người ta có sẵn vốn, có trình độ, kinh nghiệm để mà vận hành công ty đó là được. Tức là mình sẽ đóng vai trò là mình góp vốn. Còn cái người mà lấy cái số tiền đó của mình, người ta đầu tư, người ta kinh doanh là cái chuyện đó của người ta. Nhưng mà nếu mà mình sợ là mình bị mất tiền á, thì mình nên tìm hiểu về cái xu hướng kinh doanh của cái mảng đó. Mình hiểu rồi mình mới dám đầu tư tiền cho người ta đi đầu tư để cho người ta kinh doanh thay cho mình. Nôm na nó là như vậy đó quý vị. Thì cuối cùng chị lân la, chị tìm hiểu và chị tìm ra được một cái phương án như vậy. Cuối cùng thì chị mới bắt đầu là thảo luận với chồng chị. Và chồng chị cũng đồng ý theo cái phương án đó luôn. Hai vợ chồng chị mới bắt đầu là cộng tác với một cái gia đình khác cũng đang là khách hàng của bên cái công ty đó để mà lập một cái công ty xuất nhập khẩu tại Đức cho nó đúng ngành nghề mà của chồng chị đang làm bên Việt Nam. Tại vì chồng chị làm ở ngoài Hà Nội cũng đang làm cái công việc liên quan tới xuất nhập khẩu. Và hai vợ chồng của chị cộng với hai vợ chồng kia, tức là hai cặp vợ chồng á, hùng vô cái số tiền là 280.000 euro là nó sẽ có được hai cổ đông. Hai cổ đông chính đó nó sẽ là tên của hai cái ông chồng. Thì lúc đó mỗi nhà sẽ đóng 50% cổ phần, tức là 140.000 euro. Và cái chi phí dịch vụ trọn gói để mà cái công ty đó người ta làm thủ tục á, để mà hợp thức quá cái vấn đề mở công ty bên Đức á, thì nó sẽ tốn là 30 euro cho một gia đình, hai gia đình là 60.000 euro. Đó thì 280.000 cộng cho 60.000 euro nữa là nó lên là tổng cộng cái số tiền là 340.000 euro quý vị. Lúc đó thì chồng chị mới sang Đức trước, tức là chồng chị là cổ đông chính cho nên chồng chị sẽ đang sang bên Đức trước để mà làm những cái thủ tục thành lập công ty, rồi thuê nhà cửa, rồi làm giấy phép cư trú năm đầu tiên bên đó. Thì sau 6 tháng chồng chị đã xong xuôi hết các thủ tục đó và có thể nộp đơn để mà đón ba mẹ con của chị từ Hà Nội bay sang bên Đức định cư. Thì mất 6 tháng sau thì ba mẹ con đã có mặt ở bên Đức đoàn tụ với chồng chị. Và chị nói rằng là chị không thể nào tin là mọi thủ tục nó lại nhanh gọn như vậy. Và bây giờ bọn trẻ nó lập tức là được đứa bé nhỏ mà con chị hiện tại đang học ở Việt Nam mà gửi trường mầm non á, thì bây giờ sang Đức nó cũng được gửi đi nhà trẻ gần nhà. Và nhà trẻ ở bên đây, ở bên Đức á, thì chỉ gửi ở đó có nửa ngày thì cái chi phí nó sẽ miễn phí. Nhưng mà do chị gửi cả ngày luôn nên sẽ mất thêm là 200 euro một đứa trẻ. Và chị cũng đi học tiếng Đức rồi học lấy bằng lái ô tô bên Đức. Chồng của chị thì lái xe ở nhà nên là sang đây lấy bằng rất là nhanh. Còn chị là cơ bản ngày xưa ở Việt Nam là chị đã chưa có bằng lái xe ô tô rồi cho nên phải qua bên Đức học lại. Thì tiếng Đức thì sau một năm chị học bán thời gian, một tuần chị học 3 buổi thì cuối cùng chị cũng có được trong tay cái bằng B1 đủ để mà có thể giao tiếp với người bản xứ.
hai vợ chồng mới bắt đầu là giao tiếp. Ban đầu là hai vợ chồng khi qua Đức là giao tiếp đầu tiên là bằng tiếng Anh là chính, rồi mới bắt đầu biết tiếng Đức, rồi mới bắt đầu xen kẽ nói tiếng Đức vô, rồi sinh hoạt từ từ, rồi mình học, mình nghe, rồi mình học thêm nữa. Mới vừa năm vừa rồi luôn, tức là sau khi dịch qua đó, sau khi dịch xong á, thì vợ chồng chị cũng đã đón ông bà sang bên Đức này để mà chơi với mấy đứa cháu. Ông bà nội với ông bà ngoại mỗi người ở 3 tháng để mà sang đây chơi mấy đứa cháu. Và ông bà đều rất là mừng, rất là vui qua bên đây đoàn tụ với con cháu chơi 3 tháng, rất là hạnh phúc luôn. Và chính từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm của gia đình chị cũng muốn chia sẻ về cái cuộc sống hiện tại gia đình chị để mà có thể được sang bên Đức. Nó đã trải qua những cái chuyện đó. Sau 3 năm thì bây giờ công ty ở bên Đức đó nó đã kinh doanh và nó đã có lãi. Cái công ty mà ban đầu chồng chị thành lập với hai gia đình thành lập, góp vốn để thành lập cái công ty xuất nhập khẩu bên Đức đó, thì bây giờ cái cơ sở kinh doanh đó nó cũng đã có lãi. Và vợ chồng chị cũng đã có thêm một cái nguồn thu nhập. Chị cũng khuyên rằng là những ai mà khi mà nếu mà trường hợp có ý định sang Đức giống như gia đình chị, thì cái thứ nhất là cái nơi mà chị thấy là bản thân gia đình chị thấy là đang đáng để mà mình suy ngẫm, đó là mình nên đi học tiếng Đức liền. Rồi xong rồi mình học thêm cái bằng lái xe để mà khi mà mình qua bên đây mình chủ động công việc và cuộc sống. Thì người Đức thì nói nôm na thì họ cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng mà nếu như mình biết được chút tiếng Đức thì họ sẽ quý mình hơn, họ sẽ thân thiện với mình hơn. Bởi vì cái điều đó nó sẽ chứng minh lên rằng là mình muốn hòa nhập với xã hội của họ thì họ sẽ tôn trọng mình hơn. Đó, nó là nôm na là như thế. Có một cái điều mà mọi người cũng lưu ý, đó là để chuyển cái visa đầu tư thành là visa định cư vĩnh viễn tại Đức á, thì mình cần cái điều kiện đầu tiên đó là phải có cái bằng B1 tiếng Đức. Cho nên đó là cái điều tiên quyết để mà mình qua Đức là mình phải lao vào mình học tiếng liền. Khi mà nộp đơn bảo lãnh vợ con sang bên Đức á, thì cũng nên đăng ký nhà trẻ cho con trước đó. Nếu mà trường hợp mình có con nhỏ nha, mình nên đăng ký nhà trẻ cho con trước luôn, để mà mình đảm bảo là khi mà vợ con mình qua đây thì con của mình nó sẽ có được vào nhà trẻ liền luôn. Thì ở bên đây nhiều khi nhà trẻ nó cũng sẽ rất là dễ hết chỗ, bởi vì người ta thường người ta sẽ đăng ký trước đó nửa năm, một năm á, thì lúc đó nó mới còn suất. Ngoài ra thì từ những cái kinh nghiệm mà cuộc sống nó đã, bản thân gia đình chị cũng như là bản thân chị đã góp nhặt được như vậy, thì chị cũng khuyên rằng là mọi người khi mà mình chuẩn bị qua Đức, mình cũng nên chuẩn bị tinh thần là mình tự làm việc nhà. Bởi vì ở bên đây là nó sẽ không có người giúp việc ở cùng mình. Nhà mình sẽ có thuê người vào quét dọn, thí dụ như một tuần một buổi thì có. Còn lại những cái chuyện như là đưa đón con cái, đi siêu thị, nấu nướng đều là bản thân vợ chồng mình tự san sẻ, tự túc thôi. Ban đầu thì mình sẽ không quen. Nếu như mà trường hợp mà gia đình ngày trước ở bên Việt Nam là có người giúp việc làm hết, thì khi mà qua đây thì mình có thể sẽ không quen. Nhưng mà được một cái là vợ chồng san sẻ, thì nói chung là xoay tới xoay lui thì cũng dàn xếp được thôi. Và bản thân của chị thì chị cũng như chồng chị đã sống và định cư yên ổn ở bên Đức được 3 năm nay. Tình hình thì bên đây sống vẫn rất là, chị vẫn thấy cuộc sống bên đây rất là hài lòng, ưng ý cho tới ngày hôm nay. Đó thì nói thật là bản thân của chị không hề cảm thấy do dự khi mà bỏ Việt Nam để mà sang Đức định cư. Thì thật sự thú vị, cái việc mà bỏ Việt Nam để mà sang Đức, hay là bỏ Việt Nam để mà sang bất cứ một cái quốc gia nào khác để mà mình tái sinh sống và mình hòa nhập với cộng đồng ở một cái quốc gia đó, thì nói chung nó đều có những cái điểm chung giống nhau. Đó là thứ nhất là mình cũng phải học tiếng, đúng không quý vị? Và cái thứ hai là mình học bằng lái. Đó là hai cái vấn đề mà tiên quyết để mà mình có thể sống còn ở một cái quốc gia đó. Song song bên cạnh đó rồi bắt đầu á, rồi mình mới tính tới cái chuyện làm cái gì làm, tìm công việc thì làm, rồi này kia, mấy cái đó là tiếp theo sau đó, đúng không quý vị? Thì cho nên á, là ở đây cái câu chuyện của cái chị này là cái cơ hội đến với gia đình chị á, nó gọi là cơ hội ăn may, là có thật quý vị. Tức là sau khi mà, thứ nhất là chị cũng có một cái sự quyết đoán. Mặc dù là đồng vợ đồng chồng, cái câu chuyện này đúng nghĩa là đồng vợ đồng chồng, có nghĩa là cả hai vợ chồng đều cùng một ý, một quan điểm, và họ đồng lòng với nhau để mà quyết đoán về cái vấn đề là qua bên Đức định cư. Và giống như là nói là làm, chứ không phải là dạng như nói xong rồi rề rà, nói là làm liền, hành động liền, cho nên là nó mới thành công. Tiếp theo sau đó nữa là cái điều kiện mà nó may mắn cho gia đình chị, đó là gia đình chị có kinh tế dồi dào bên Việt Nam.
có điều kiện kinh tế dồi dào bên Việt Nam mới dám hùng với người ta 100 gần 200 ngàn euro hơn để mà đầu tư mở một cái công ty xuất nhập khẩu bên Đức, thì có nghĩa là hai vợ chồng phải có một cái số vốn ở bên Việt Nam rất là lớn, đúng không quý vị? Và giống như chị cũng kể ngay từ đầu cái chia sẻ hôm nay đó là sống ở Việt ở Hà Nội nhưng mà vợ chồng nhà cửa khang trang, có xe ô tô, chồng chỉ lái ô tô ở Việt Nam, rồi xong rồi có giúp việc làm hết tất cả. Có nghĩa là khi mà sống bên Việt Nam, gia đình chị cũng thuộc dạng là gia đình thượng lưu, giàu có đó, nói chung là cũng thuộc dạng giàu đó. Thành ra là mới có thể có cơ hội được nhiều hơn so với người ta để mà có cơ hội định cư bên Đức này. Thì câu chuyện ngày hôm nay thì thật ra nó cũng hay, và nó cũng có truyền động lực sống để cho mọi người mình, những ai có ý kia, có cái suy nghĩ là muốn qua một cái đất nước xa lạ để mà định cư á, thì mình nên, một khi mình đã suy nghĩ thì mình nên tìm mọi cách để mình thực hiện, chứ mình đừng nên chần chừ mà đợi người khác đến giúp mình. Mình phải chủ động. Ý là cái câu chuyện ngày hôm nay chia sẻ nó mang cái ý nghĩa như thế. Nhưng mà song song bên cạnh đó, về cái vấn đề mà nan giải hồi nào giờ mình vẫn luôn nói, đó là Việt Nam mặc dù là sống sướng, mặc dù là sống nó sẽ hưởng thụ hơn những cái quốc gia khác, có ăn, có chơi, có mọi thứ tận hưởng, tuy nhiên thì nó song song bên cạnh đó, nó giống như là con dao hai lưỡi. Thì nó giống như là một viên thuốc mà nó có tác dụng phụ, uống vào thì nó hết bệnh, nhưng mà khi uống vào nó sẽ lâu ngày nó sẽ sinh ra bệnh khác. Thì nó nôm na nó cũng giống y như cái cuộc sống ở đây thôi. Mình sướng, ngày nào mình cũng bia bọt, ngày nào mình cũng chơi bời, ngày nào mình cũng tận hưởng, vừa làm vừa chơi, vừa làm đi vừa chơi, sướng thì có sướng á, nhưng mà khi mà mình chơi nhiều, chỉ cần mà mình chơi nhiều hơn là mình làm thôi, là bắt đầu nó sẽ hư người. Mà hư người rồi bắt đầu nó hại người luôn, nó hại sức khỏe luôn, và nó kéo theo nhiều cái khác, đúng không quý vị? Đó là tác dụng phụ. Thì thưa quý vị, là cái câu chuyện ngày hôm nay thì xin phép được khép lại tại đây. Và rất cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị, cô chú anh chị thấy video thật sự là thú vị cũng như là ý nghĩa, thì có thể là nhấn like và subscribe đăng ký kênh. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú anh chị mình ở một video kế tiếp.